Trước hết thì tôi dâng lên lời tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay thời tiết có mưa nhưng mà có nhiều gương mặt thật là đẹp, thật là xinh và con ngoan hiền của Chúa. Amen không ạ? Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta thờ phượng thật là ngọt ngào. Cho dù chúng ta bị vỡ kế hoạch, nghĩa là cái người đánh đàn nửa chừng không đến trong vòng 5 phút trần hữu hậu phải soạn bài hát, và người hướng dẫn chương trình là một sư hùng cũng làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng ta vỗ tay để cảm ơn Chúa chúng ta. Bài học chúng ta ngày hôm nay học cái chủ đề gì không? Môn đồ hóa. Quý vị nghe câu môn đồ hóa, môn đồ hóa, môn đồ hóa rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta biết thực chất của công tác môn đồ hóa là gì hay không? Chúng ta lưu ý, chúng ta sẽ xem câu gốc. Chúng ta đứng lên, chúng ta đọc câu gốc, chúng ta sẽ hiểu kỹ ý muốn của Chúa. Cái cách môn đồ hóa là như thế nào? Chúng ta cùng nhau đọc. 1, 2, 3. Amen. Cảm ơn Hội Thánh. Vậy hãy đi làm cho muôn dân hay là mọi dân. Chứ không có nghĩa là hãy đi đến đó giúp cho một người đã theo Chúa rồi trở thành môn đồ. Hãy khiến cho muôn dân. Đây là một quá trình 5 giai đoạn tôi đã chuẩn bị. Từ khi mà một người mới tin Chúa để trở thành môn đồ của Chúa không đơn giản chút nào. Có amen không ạ? Có amen không ạ? Từ khi tiếp nhận Chúa thì người ta đánh giá là khoảng 5% đậu lại trong hội thánh thôi. Vì sao ạ? Vì các tôn giáo khác khỏi đi truyền giáo. Có nghĩa là có một cái đình, cái đền, cái thờ thì người ta sẽ tự người ta đến nữa, thậm chí là vậy nữa. Và công giáo cũng vậy nữa. Họ không có truyền giáo cực khổ như mình đâu, nhưng mà càng ngày nhà thờ và thánh đường họ càng ngày càng đông. Tại sao vậy? Vì Kinh Thánh có chép rằng cửa hẹp và đường chật dẫn đến, đúng không ạ? Cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến gì ạ? Cho nên bước đường chúng ta theo Chúa thì nếu mà chúng ta không có giải thích cho rõ thì dễ lắm người ta sẽ ngã nửa chừng. Cho nên tôi sẽ nghiên cứu ra 5 giai đoạn để trở thành môn đồ của Chúa, và hay còn gọi là hãy đi cho trọn con đường của sự sống. Thật sự ra chủ đề cái môn đồ hóa hoặc là hãy đi trọn con đường sự sống, tôi chưa biết chọn cái nào cho nó đúng. Ở trong môn đồ hóa thì nó sẽ thiếu cái phần cuối cùng, và đi trọn con đường sự sống thì nó sẽ đúng hơn. Trước hết chúng ta hãy suy gẫm chỗ tinh đạo. 5 giai đoạn chúng ta suy nghĩ đến một người có kết quả đến cuối cùng là tinh đạo. Chúng ta nhìn trên màn hình cũng được. Thứ nhất là tinh đạo, thứ hai là theo đạo. Tinh đạo đủ chưa? Chưa đủ, phải theo. Nhiều người thôi tôi ở nhà tôi tin được rồi, khỏi theo. Không được quý vị. Phải theo mới đủ. Theo đạo đủ chưa? Chưa đủ nữa. Theo mà không học chả biết cái gì hết. Rồi học rồi đủ chưa? Phải sống đạo nữa. Sống đủ chưa? Chết ở trong đạo nữa. Quý vị ơi, ngày mai còn thì ngày hôm nay chúng ta chưa biết tương lai mình như thế nào. Có những người là nhân sự đầy ơn, thậm chí là những người đang học về Chúa nữa, nửa chừng họ một cái sự cố gì đó, một cái bế tắc gì đó họ bỏ cuộc. Thế thì thiên đàng không dành cho họ đâu. Quý vị amen chưa ạ? Có amen không ạ? Cho nên năm quá trình này, năm cái giai đoạn này hết sức là quan trọng. Trước hết chúng ta xem lại tinh đạo. Trước hết thì tinh đạo, tinh như thế nào? Trong Mác đoạn 1 câu 15, Mác đoạn 1 câu 15, Kinh Thánh chép như thế này: mà rằng kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn mà tinh đạo gì ạ?
tin đạo tin lành. Các nơi ngươi hãy làm gì? Ăn năn và tin đạo tin lành. Chúng ta hãy lưu ý, tin đạo tin lành có chắc chưa? Tại sao? Vì đạo tin lành có đạo giả không? Cho nên ở đây sẽ chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm và học những cái điều, những cái lẽ thật rất là chắc chắn để chúng ta vững nền ở trong Chúa. Đạo tin lành là theo, đạo tin lành là theo, quý vị ơi, phần đông sẽ vào tà giáo đấy. Tà giáo bây giờ là đầy dẫy hết, mang tên gì ạ? Đạo tin lành. Hoặc là đạo của Đức Chúa Trời, cái gì cũng liên quan tới tin lành hết. Cho nên theo đạo chưa chắc nữa. Chúng ta hãy lưu ý theo đạo là theo gì? Để chúng ta giải thích cho những người mới tin Chúa nha. Theo đạo, đạo là con đường đúng không ạ? Đạo là đường. Theo đạo là theo một con đường. Mà con đường này dẫn đến chân lý sự sống. Chân lý sự sống đó là ai ạ? Là Chúa Giê-xu. Theo đạo là Chúa Giê-xu mới chắc chắn. Chúng ta thấy theo đạo tin lành nào mà chúng ta nghe tôn sùng ai đó là thế Chúa Giê-xu thì nhấn nút biến đi quý vị. Có không? Bây giờ có không? À, tự nhiên cái một khải tượng nào đó thì nói là đây là hiện thân của Chúa Giê-xu, đừng bao giờ là vào đấy. Tin đạo, hãy nhớ là tin đạo, đạo là con đường. Tin đạo là theo một con đường chân lý sự sống, đó là Chúa Giê-xu. Ngoài ra đừng theo ai hết. Đạo nào nói hay nói giỏi gì chúng ta không biết, nhưng ngoài Chúa Giê-xu ra chúng ta đừng có tin. Chúng ta học đây để làm gì? Chúng ta là những người đang học thần học, những người đã tốt nghiệp, những người đã chưa tốt nghiệp, những người là nhân sự và kể cả những người mới nữa cần học bài học này. Chúng ta biết rồi chúng ta làm gì? Chúng ta dạy lại người thân chúng ta nữa. Quý vị có tin rằng ở trong gia đình có 3 người thôi mà theo 3 giáo phái? Thế thì cái người mà theo tin lành chân chính á, đúng không? Phải ra sức để kéo trở lại những người theo tà giáo. Đó. Và phái này phái nọ, quý vị, cái người mà theo đạo giả đó họ nói còn hay hơn là theo đạo thật. Chính xác không? Họ nói rất là có lý vì họ lấy cái lý trí con người, họ nói theo logic của con người á, nghe quá đã luôn. Cho nên hãy nhớ, đạo nào mà mang tên tin lành, chúng ta lưu ý họ đang tôn thờ ai, họ đang bước theo ai, nếu Chúa Giê-xu là được. Amen không ạ? Đạo nào mà tin Chúa Giê-xu là đấng đã chết thay cho mình, đấng cứu rỗi là Chúa thì được. Ở trong công vụ đoạn 16 câu 31, hai người trả lời rằng hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Quý vị có nhớ câu này ai nói không? Hai người trả lời rằng hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu, chứ không phải là theo tin đạo đâu quý vị. Đây là bối cảnh của ở đâu ạ? Đúng rồi, Phao-lô và Sê-la ở trong tù. Khi ở trong tù, hai người thờ phượng Chúa đến nỗi đất rúng động, cửa thành sụp xuống và hai người được thần linh của Chúa bức đứt xiềng xích hết. Và cai ngục và những lính ở đó rất là sợ và họ hỏi làm sao để được cứu. Hai người này nói rằng tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu. Tại sao ngươi và cả nhà ngươi được cứu? Quý vị có suy nghĩ điều này không? Đừng có nghĩ là một người ở trong gia đình, một người theo Chúa rồi mấy người kia khỏi theo cũng được cứu là sai đó. Giống như đi họp tổ nhân dân tự quản, có một đại diện gia đình đi là xong. Sai rồi quý vị. Tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu. Lý do đó là qua kết quả cái người mà theo đầu tiên đó thấy được phước, thấy được biến đổi, thấy được có sự sống của Chúa Giê-xu, thấy được sự vinh quang của Chúa Giê-xu trên người đó, thì những người còn lại mới theo Chúa được. Amen không ạ? Có amen không ạ? Nhưng người đầu tiên theo Chúa Giê-xu mà vẫn còn cũ xì thì coi chừng cả nhà không được cứu đâu quý vị.
Ví dụ chúng ta lúc trước chúng ta uống rượu, bây giờ theo Chúa Giêsu rồi vẫn còn uống rượu thì nói chi nữa. Lúc trước chúng ta hút thuốc, bây giờ theo Chúa Giêsu rồi nói đạo Chúa. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin. Quyền phép đâu? Quyền phép gì mà rượu vẫn rượu, thuốc vẫn thuốc, láo vẫn láo, tà dâm vẫn tà dâm. Nói rồi đủ thứ chuyện ở trên đời hết thì quyền phép ở chỗ nào? Cho nên từ cái bài học này, chính tôi và quý ông bà chị em cũng như những người nghe lại và đang nghe trực tiếp, hãy xem lại mình theo Chúa như thế nào để cả nhà được cứu. Amen không ạ? Nếu chúng ta chưa được như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ được. Chúa đấng nhân từ, còn ngày mai thì còn hy vọng, nhưng mà cũng đừng chủ quan, biết đâu tối nay Chúa kết thúc. Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là con đường, chân lý và nguồn của sự sống. Ở trong bản dịch hiện đại đó, nếu không nhờ ta thì không ai được đến cùng cha. Tin đạo là tin Chúa Giêsu, theo đạo là theo con đường sự sống cũng là Chúa Giêsu. Cốt lõi và tinh túy và trung tâm của sự sống và kinh thánh cũng là Chúa Giêsu. Người nào giảng đạo là phước lành đến đúng, chữa lành đến đúng, giàu có đến đúng nếu mà chúng ta sống đẹp ý Chúa. Và amen rất là lớn, nhưng mà nói về sự sống thì hình như là nó không có hưng phấn cho bằng. Nhưng mà quý vị ơi, ngoài Chúa Giêsu ra chúng ta không có gì hết. Amen không ạ? Ngoài Chúa Giêsu ra chúng ta không được cái gì hết. Mà chúng ta có được Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có tất cả. Rồi, tiếp theo là học đạo. Chúng ta đã đi qua tin đạo, theo đạo. Tin đạo là tin Chúa Giêsu chứ không phải một theo một tôn giáo. Theo đạo cũng là theo Chúa Giêsu chứ không phải theo một tôn giáo. Và bây giờ là học đạo. Chúng ta tin đạo rồi mà chúng ta không theo đạo thì không được. Chúng ta bước theo con đường của sự sống. Và học đạo, chứ theo đạo mà chúng ta không học cũng không biết gì hết. Học là học cái gì? Chúng ta học giáo lý căn bản. Chúng ta học trường kinh thánh nếu chúng ta muốn học về Chúa. Thậm chí không muốn học về Chúa mà học trường kinh thánh cũng tốt nữa. Amen không ạ? Không có cái tôi dạy trong trường, tôi thường nhắc. Có người 80 tuổi, gần 80 tuổi như thầy Tám đúng không? Vẫn còn ngồi học trường kinh thánh. Và ông hay ngại ngùng nói rồi, có nhiều người đó, nhất ở nhà tôi nói ông già rồi sao ông đi học thấy sao sao đó. Theo như quý vị giải thích như thế nào? Còn sống thì còn học. Còn sống còn học. Học nữa học mãi đúng không? Quý vị ơi, không có cái thời gian nào quý báu cho bằng cái thời gian chúng ta quỳ ở bệ chân của Chúa đúng không ạ? Đó là thờ phượng, đó là gì nữa? Ca ngợi thờ phượng và học lời của Đức Chúa Trời. Đúng một cái Chúa đến không có vinh quang nào bằng đang ngồi trường kinh thánh. Amen không ạ? Hoặc là đang ở ngoài cánh đồng. Cái người đang học trường kinh thánh cho dầu chưa đi làm cái gì hết nhưng mà đang làm gì ạ? Đó là đang sống cho Chúa đó. Đúng không ạ? Sống là gì? Học để làm gì? Để làm công việc cho Chúa. Mà đang học chưa làm thì kết thúc cũng như là đã làm rồi. Amen không ạ? Vì tại Chúa đến sớm chứ bộ. Đang ngồi học Chúa đến thì gặp Chúa: Chúa ơi con đang học mà, thì sẽ khỏi làm. Vậy được rồi. Quý vị có những người học vì Chúa cả đời. Quý vị có từng nghe một nhạc sĩ cơ đốc chưa? Là trưởng nhóm nhạc Hiêu Song. Ông thờ phượng Chúa là đầy sự sức dầu. Ông hướng dẫn ở ngoài trời hàng triệu người tôn vinh Chúa. Chúng ta tưởng rằng như vậy là chắc à. Ông đó đã từ bỏ đức tin. Ông đó bây giờ thua bé Phương là tin không? Bé Phương còn ngồi đây. Nếu mà Chúa đến ngày mai cho dầu lạch A lạch ạch, nhưng mà cũng được sự sống đời đời. Một người nổi tiếng như vậy chối bỏ đức tin, biết quý vị biết ở đâu không? Ở địa ngục đúng không ạ? Có amen không quý vị?
Sao nhiều người căng thẳng dữ à? Tôi bộ hai gài bẫy lắm sao à? Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến 20, lúc nãy chúng ta đọc câu gốc câu 19 đấy. Đức Chúa Giêsu đến gần và nói với họ: tất cả quyền bính ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ điều gì quý vị? Giữ tất cả những gì mà ta đã truyền cho các ngươi. Đó là môn đồ quá đó. Mới đầu thì chúng ta sẽ làm cho người ta tin Chúa, đúng không ạ? Có không? Chứ không phải chờ chúng ta đến để ta giúp đỡ một nhân sự. Giúp đỡ một nhân sự đó là một giáo viên, một giáo sư. Còn Chúa muốn cho chúng ta khiến cho muôn dân, có nghĩa là tất cả mọi người trở thành môn đồ của Chúa. Và chúng ta phải đi truyền giáo đấy. Quý vị hiểu chưa ạ? Khiến cho muôn dân chứ không phải khiến cho một nhân sự trở thành môn đồ. Tôi đọc câu Kinh Thánh này tôi thấy rất là thích thú. Mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm lời Chúa càng sâu nhiệm hơn. Sâu nhiệm là gì? Sâu nhiệm không phải là những cái điều gì mà nó quá siêu thuộc linh chúng ta hiểu không nổi. Sâu nhiệm có nghĩa là chúng ta hiểu nhiều lời ý muốn của Chúa ở trong lời của Đức Chúa Trời. Cách đây 5 năm tôi đọc câu này rất là đơn giản. Khiến cho muôn dân môn đồ trở thành môn đồ ta, thì tôi đứng tôi dạy là khiến muôn dân trở thành môn đồ. Tôi giúp một nhân sự trở thành môn đồ của Chúa, có nghĩa là trở thành nhân sự đấy, hầu vì Chúa là môn đồ Chúa. Nhưng xem kỹ lại là khiến cho gì ạ? À? Muôn dân. Chứ không phải khiến cho một thầy truyền đạo, chứ không phải khiến cho một nhân sự sẽ trở thành môn đồ. Môn đồ là gì? Môn đồ là người học đi theo và làm việc cho Chúa rồi. Cho nên ở bài học này chúng ta sẽ thấy tại sao đạo của Chúa không có đông như các đạo khác. Vì tỷ lệ đậu lại rất ít và rất ít. Quý vị, những cái đạo khác chúng ta tới khỏi tốn kém, khỏi bỏ bê gì hết á. Có tật, có cái nhược điểm gì cứ giữ không sao hết á. Còn có xôi để ăn nữa, có rượu để uống nữa. Cho nên họ đến rất là đông. Sống một cách tự do, chiều theo nhu cầu xác thịt của mình, nhưng gá được một cái danh, đó là theo đạo. Cho nên chúng ta đừng có khó hiểu tại sao các đạo khác lại đông như thế. Quý vị ơi, tôi nói quý vị một điều nè. Tin lành thật sự, cho dầu có những người mạnh, người yếu, đúng không ạ? À? Người thì sốt sắng, người được kêu gọi đặc biệt. Những người kêu gọi đặc biệt thì chạy tối ngày không hết công việc. Những người thường thường thì là thầy truyền đạo, là phụ giúp trang bày, là làm Timôthê của ai đó, hoặc là đi chăm sóc vậy đó. Còn có những người yếu đến nỗi mà mỗi tuần chúng ta thấy mặt họ đi nhóm, người ta mừng rồi, chúng ta tạ ơn Chúa rồi. Nhưng mà tôi nói cho quý vị một tin vui, dầu gì đi nữa cũng hơn người thế gian. Amen không ạ? Chúng ta xem ở đây có những người mạnh, người yếu. Chúng ta xem, tôi chấp mấy người yếu xem lại luôn. Từ khi chúng ta tin Chúa tới bây giờ, cho dầu chúng ta không kết quả bằng người ta, nhưng mà cũng hơn lúc chúng ta chưa tin Chúa nữa. Có không ạ? À? Có không ạ? À? Vụ này amen lớn dữ. Rồi chúng ta dạy họ bằng gì? Lưu ý điều này đấy nha. Nhiều người dạy bằng cái cách này, cách kia của con người. Rồi nguyên tắc này, nguyên tắc nọ. Quý vị ơi, khiến cho một người trở nên môn đồ Chúa không có gì khác bằng Kinh Thánh. Chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta sống với Kinh Thánh, chúng ta ngủ với Kinh Thánh, khi chúng ta nói ra cũng Kinh Thánh. Ngoài ra không có cách gì khác. Vì Kinh Thánh có chép rõ ràng, chính lời của Đức Chúa Trời sẽ làm gì ạ? Thánh hóa chúng ta mỗi ngày. Amen không quý vị? Ngoài ra không có ông nào mà ông giáo sư, một ông mục sư nào mà giỏi đến mức độ mà làm cho con người biến đổi được. Nhưng lời của Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi một con người. Đó là chắc chắn. Ở đâu chép điều này? Ở Giô-sê đoạn 1 câu 8 đúng không ạ? Có ai thuộc lòng không? Quyển sách luật pháp
này chớ xa. Vì như vậy mới được gì ạ? Vì như vậy á, con mới được may mắn và được phước trên con đường của mình. Ngoài Kinh Thánh ra không có làm gì mà chúng ta được phước hết. Cho nên nhiều người tin Chúa rồi vẫn nan đề, vẫn chiến tranh, vẫn đủ thứ hết. Và Kinh Thánh có chép rõ ràng, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, có nghĩa là luôn luôn nghĩ đến và đọc Kinh Thánh, suy gẫm, chứ không phải treo cái cuốn Kinh Thánh ngay cái miệng. Rồi gì nữa? Suy gẫm ngày và đêm. Tại sao phải suy gẫm ngày và đêm? Có nghĩa là chúng ta sống Kinh Thánh, ngủ Kinh Thánh, ăn cũng Kinh Thánh thì không có những cái điều thế gian xâm nhập trong tâm hồn chúng ta được. Nhạc sến, nhạc đời, rồi những cái phim mà lâm ly bi đát, nhất là phim Hàn Quốc, hở tới cái thì mới đầu thì hạnh phúc, nửa chừng thì ngang trái, sao gặp cái dở hòa, đùng một cái ung thư, chết hết thằng. Coi xong rồi bình an nổi không? Coi xong rồi cảm thấy liếng tiếc, tiếc ơi là tiếc. Một mối tình như vậy, cái tối ngày trong lòng tiếc ơi là tiếc một mối tình, tới chừng quỳ xuống cầu nguyện cái gì? Chúa ơi cho con cái này, Chúa ơi con kia. Nhưng mà Kinh Thánh chép đó rằng cái gì ở trong các ngươi, cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì như thế nào ạ? Cầu xin. Amen không ạ? Cái gì đang đầy dẫy trong mình? Toàn là tinh thần thế gian mà quỳ xuống cầu nguyện, Chúa ơi cho con một thằng chồng đẹp trai nhất cái xóm này. Xin mà còn xin cao nữa chứ. Chồng mà phải đẹp trai nữa chứ. Chú xấu không chịu. Con vợ phải là tuyệt vời, chân dài nhức nách cái gì đó. Đủ hết rồi. Quý vị nghe cái câu chuyện mục sư đó kể cầu xin chưa? Ông căng thẳng quá, tôi vui vui một tí nha. Ông lúc đó ông 37 tuổi rồi. Chuyện này nhiều người nghe lắm. Ông nói Chúa ơi con hầu vì Chúa mà nay con thấy ế rồi đó. Bắt đầu con cầu nguyện cho có vợ nha. Chúa ơi hãy cho con có người vợ sống mũi cao, tóc dài, nước da phải trắng, cao phải trên 1m6. Ông cầu nguyện một năm chưa thấy nhúc nhích. Bắt đầu Chúa ơi con sẽ hạ giá xuống. Đúng không? Đúng không? À, bây giờ là thôi bây giờ chế cái lỗ mũi cũng được Chúa, lỗ mũi khỏi cao đi, dục dừa gì cũng được Chúa. Thì một năm nữa chưa thấy ai. Rồi bắt đầu cầu nguyện lại nữa, Chúa ơi con hạ xuống bây giờ khỏi trắng nữa Chúa ơi. Lỗ mũi sao cũng được mà khỏi trắng nữa, nước da ngâm ngâm cũng được mà cao trên 1m6. Một năm sau chưa thấy cô nào hết. Quý vị biết ông cầu nguyện như thế nào? Chúa ơi bây giờ thế nào cũng được hết. Mũi cao, mũi xẹp, trắng hay là cao hay là lùn gì kệ nó, Chúa đem đến con sẽ nhận. Tuần sau Chúa đem đến một người nữ thật là tuyệt vời. Nước da không trắng mà cũng không đen ngăm ngăm. Lỗ mũi cao mà cũng không xẹp. Mà đúng là 1m6. Quý vị thấy Chúa thật là tuyệt vời. Đúng không ạ? Có những lúc chúng ta cầu nguyện mà nó không đúng cách. Amen hả? Anh Trí mình khoái này. Hết buồn ngủ rồi đúng không? Rồi học nha, học như thế nào? Học rồi có làm không? Quý vị có những người chúng ta ngồi trong bàn nước, nói về lời Chúa, nói về lẽ thật, chúng ta cãi không lợi luôn tin không? Chính hội thánh mình cũng có đó. Cái không lợi chỗ nào cũng biết hết nha, mà mình nói mà nói sơ hở một cái là bị bắt lỗi ngay. Nhưng mà nhìn lại đời sống ở trước quốc à, học nhưng mà không có hành. Và những cái người nắn nót từng cái câu Kinh Thánh nha, thậm chí họ nhớ không được nhiều, nhưng mà được lại cái họ nhớ cái gì họ làm cái nấy. Họ hiểu Kinh Thánh ít nhưng mà họ lại làm nhiều. Amen không quý vị? Học là phải hành là như vậy. Chúng ta sắp kết thúc rồi đó. Gia-cơ đoạn 1 câu 22. Hãy làm gì ạ? Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ. Chúng ta thấy nhiều lắm, nhiều lắm ở trong thành phần, ở trong hội thánh nào cũng vậy đó quý vị. Không phải chỗ nào không phải ăn xương hay là Tây Ninh đồ nó như vậy đâu, mà tất cả các hội thánh đều không có bằng nhau vì cái mặt thuộc linh. Thế ở trong đó sẽ có người mạnh, người yếu, người lớn, lớt, người nóng, người lạnh, tùm. Tại sao vậy?
Tại vì nghe mà không làm theo. Ví dụ trong hội thánh chúng ta, người mạnh người yếu ở đây tôi không có điềm chỉ ai nha, tôi đố quý vị chứ biết không, mình ngồi đây mà nghiệm ra ai mạnh ai yếu mình biết không? Biết không? Biết đúng không? Thế thì mình có hãnh diện khi mà người ta được người ta đánh giá mình là người mạnh mẽ không? Không thích hả? Mạnh mẽ là có đức tin á. Một, hai, ở trong hội thánh nào cũng có hai thành phần. Một là mạnh mẽ, mạnh mẽ là đức tin mạnh mẽ, bước theo Chúa, sống cho Chúa đó. Yếu đuối biết là khỏi giải nghĩa đúng không? Yếu đuối là không có dám bước trọn vẹn theo Chúa, là sống còn pha trộn thế gian đó, gọi là yếu đuối. Thế thì quý vị muốn là người nào? Đúng không? Giờ muốn người nào? Ai muốn mạnh mẽ đưa tay tôi xem. Cô này muốn yếu à? Yếu đàn ông này rinh hay gì? Thế thì tại sao mạnh mẽ có lợi hay là có hại? Chúng ta theo Chúa mà chúng ta không có mạnh mẽ nó chả được cái gì hết á. Có đức tin và chúng ta sống theo ý muốn của Chúa thì chúng ta mới được phước. Còn nếu mà chúng ta không có đức tin, chúng ta không dám bước theo lời của Chúa đấy, chúng ta không hành động theo sự dạy dỗ của Chúa thì chúng ta chả có được gì, không có được phước mà cũng không được cứu rỗi. Như vậy nó chúng ta lỗ hơn những người không tin Chúa, tin không? Chúng ta mất thời gian theo, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta không có nhận được gì, chúng ta là cái người mất trắng mà âm luôn đó, mất mà bị âm luôn đó. Vì sao? Như những người thế gian người ta không có mất công đi nhà thờ, không tính cái vấn đề mà quả ngục nha. Nó vấn đề được phước thôi đó. Thì cái người mà đi theo đạo tin lành thì phải bỏ thời gian để đi thờ phượng Chúa, đúng không? Ít nhất là một buổi sáng Chủ nhật, còn mạnh mẽ thì cả ngày Chủ nhật. Còn mà mạnh theo cái kiểu yếu yếu á, thì một tháng đi vài lần, mà yếu thật là yếu nữa Giáng sinh gặp mặt. Đấy, thì thế thì chúng ta không có được cái ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Thế chúng ta không có được cái gì hết. Rồi chúng ta yếu đuối như vậy rồi, tôi không dám khẳng định là quý vị có bước lên được thiên đàng hay là không, khi chúng ta luôn chìm ngập ở trong tội lỗi và bóng tối. Quý vị hiểu không ạ? Nói về bóng tối, tội lỗi, nói về quả ngục, tất cả đều căng thẳng như dây đàn. Chắc chắn được cứu đúng không? Thì tôi nói nhắc lên đó, cảm ơn Chúa con được cứu rồi, con đâu lo đâu. Mà sao ai cũng hơi lo một tí, tôi cũng hơi lo cho mấy người đó. Rồi, học là phải hành, sắp kết thúc rồi quý vị. Ê-xê-chiên đoạn 20 câu 18 đến câu 19, ai đó đọc giùm tôi. Phước ơi, huấn luyện cho Phương tự gõ tìm. Tôi sẽ đọc cho nhanh nha. Ta phán cùng con cái chúng nó trong đồng vắng rằng: đừng noi theo luật lệ của ông cha các ngươi, đừng giữ mạng lệnh họ và tự làm ô uế với những thần tượng của họ. Đó là Kinh Thánh đó quý vị. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ ta, vâng giữ mạng lệnh ta và gì ạ? Làm theo. Dân vâng giữ và làm theo. Rồi tiếp theo phần thứ năm, đó là sống đạo. Bốn, sống đạo. Sống đạo là sống như thế nào? Galati đoạn 2, chúng ta ghi là Galati đoạn 2 20-21: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Có nghĩa là chúng ta sống một đời sống mới hoàn toàn đó quý vị. Tôi sống nhưng mà không phải tôi nữa, có nghĩa là sống cho Đấng Christ và sự sống của Đấng Christ ở trong tôi. Nếu ai chưa được và tôi chưa được, tôi phải kinh nghiệm điều này và phải cho được. Amen không ạ? Nhưng Đấng Christ sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích. Chúng ta có lưu ý câu này không? Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích là như thế nào ạ? Chúng ta được cứu bởi ân điển đúng không? Chúng ta tội lỗi tới đâu Chúa cũng cứu chúng ta, đó là ân điển.
Người nào tội lỗi nhiều mà Chúa cứu, đó là ân điển nhiều hơn hết. Nhưng mà đừng có sống để cho ân điển của Chúa ra vô ích, có nghĩa là chúng ta không có mang lại lợi ích gì cho Đức Chúa Trời hết. Amen không? Căng thẳng nữa rồi. Amen. Nhỏ dữ à? Chúng ta sống bởi ân điển của Chúa mà chúng ta được cứu, nhưng chúng ta không có làm gì có lợi cho Chúa hết. Đó là làm cho ân điển của Chúa ra vô ích. Quý vị thấy tôi hoàn cảnh thịnh vượng, không thịnh vượng, hôn nhân như thế nào, tôi cũng lao đi và làm ích cho vương quốc Đức Chúa Trời. Vì sao ạ? Vì tôi nghĩ tôi là cái người tội nặng nhất, và ân điển Chúa dành tôi thật là lớn. Và tôi sống làm sao mỗi ngày tôi luôn làm lợi ích cho vương quốc Đức Chúa Trời. Rồi vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì đấng giết chịu chết là vô ích. Câu này còn khó hiểu nữa đúng không? Tôi mới nói về ân điển mà. Nhờ ân điển mà tôi mới được cứu. Thì đừng sống làm cho ân điển của Chúa là vô ích. Bây giờ tiếp theo là vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình. Tôi đang nói về sống theo luật pháp mà bây giờ cái câu này giống như nó ngược lại vậy. Vì bởi luật pháp mà được sự công bình thì đấng Christ chịu chết là vô ích. Quý vị biết hiểu cái ý nghĩa câu Kinh Thánh này không? Có nghĩa là để chúng ta đừng có khoe mình là tự chúng ta sống tốt được, tự chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, nhưng mà bởi đấng Christ chúng ta mới đạt được mà thôi. Amen không ạ? Tôi thường giải nghĩa, tôi thường minh họa cái tiêu chuẩn của nước Đức Chúa Trời là 100 điểm đúng không? 100 điểm. Nay chúng ta là ôn lại, 100 điểm này mới lên được thiên đàng mà đúng như vậy. 90 là không thể được. Đại học 40 điểm đầu đại học thì 39 điểm vẫn rớt. 100 điểm có nghĩa là một người được thánh khiết, tất cả tội lỗi giang xa rồi mới được vé thiên đàng. Thế thì cả thế giới này ai được 100 điểm đây? Không còn ô tội gì hết. Bây giờ từ chấm điểm đi, được bao nhiêu điểm rồi? Vé vào thiên đàng ngày mai Chúa đến, chúng ta vào thiên đàng 100 điểm. Có nghĩa là tất cả các cái khía cạnh trong đời sống chúng ta được sạch hết. Chúng ta là thánh thiện đó, là mới 100 điểm. Ai đưa tay tôi xem? Tôi hỏi ai nè? Có ai không? Không ai đưa hả? Tôi còn chưa đưa mà. Câu Kinh Thánh này là vậy đó quý vị. Chúng ta không có ai người mạnh, người mới, một dân sự, một nhân sự, một giáo sư, một giáo sĩ cũng không thể nào đạt được cái mức thánh thiện mà Chúa muốn được. Tôi nói câu này để làm gì? Để tất cả ai đó tốt hơn người không tốt đừng xem thường. Amen không ạ? À? Người nào được trọn vẹn về hôn nhân cũng đừng xem thường hôn nhân người ta bị đổ vỡ. Người nào đang hạnh phúc trong hôn nhân thì đừng xem thường người đang cô đơn. Anh Tý vừa amen vừa gật đầu nữa. Cái người nào mà đang phước hạnh ở trong cái đàn con, được phước, được ăn học, được ngoan hiền, không có chứng nào hết á, thì cũng đừng có xem thường người không được phước phần con. Người đang giàu có đừng hãnh diện hơn và xem thường những người đang thiếu thốn. Tất cả đều không đủ chuẩn vào thiên đàng. Nhưng bởi huyết của Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi điều gian ác. Amen không ạ? Huyết của Chúa Giêsu Christ làm sạch mọi tội. Tôi hay nói huyết Chúa Giêsu Christ, không ai dám nói à, huyết Chúa Giêsu Christ đã làm sạch mọi tội của tôi. Tôi đạt được Chúa Giêsu Christ, tôi sẽ có thiên đàng. Amen không ạ? Có hiểu Kinh Thánh này chưa? Rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng là tử ở trong đạo. Tin đạo rồi theo đạo rồi học đạo rồi sống đạo chưa đủ nữa. Đến cuối cùng chúng ta chết mà vẫn còn ở trong đức tin mới được vào thiên đàng. Quý vị có hiểu chưa? Có hiểu bài giảng này chưa?
Có amen không ạ? Ngày hôm nay chúng ta còn ở trong đạo ngồi đây, ngày mai vì cớ chúng ta bỏ đạo thì còn thiên đàng không? Cho nên Kinh Thánh chép như thế nào? Chúng ta bắt đầu xem ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Tôi nghe tiếng đến từ trên trời rằng hãy viết lấy từ rài phước thay cho những người chết là người chết ở trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sao. Tôi còn ở đây mỗi ngày, quý vị biết không? Mỗi một tuần tôi phải bài giảng chỗ này, tôi phải bài giảng chỗ khác. Tôi phải gia đình, phải vợ, phải con, bệnh viện này, bệnh viện khác. Tôi phải giảng chạy xô đầu này đầu kia, cũng như là giúp đỡ những hội thánh khác. Quý vị nói là Lâm ơi con nghỉ đi. Cảm ơn Chúa. Thật, có những lúc nó như vậy đó quý vị. Vì sao? Vì tôi biết đang lúc tôi còn làm nhiệm vụ là tôi chắc chắn một vé ở thiên đàng. Ngày mai chưa biết tôi ra sao nữa. Quý vị có amen không ạ? Cho nên cuối cùng đó là gì? Bài học này quý vị nhớ chưa? Trước hết là, thứ nhất là tin đạo. Tin rồi làm gì nữa, đủ chưa? Tin đạo phải theo đạo. Theo mà không học có biết gì không? Cho nên phải học đạo. Học mà không làm đâu được, đúng không? Học và phải hành nữa. Học đạo rồi gì nữa? Sống đạo. Học học biết rồi không sống cũng như không à. Sống đạo rồi đủ chưa? Đến cuối cùng là chết ở trong đức tin. Và chúng ta, thứ nhất là chúng ta để lại cái gương tốt cho con cháu chúng ta được cứu nữa. Vì Kinh Thánh có chép rằng một người tin thì cả nhà được cứu. Chúng ta giữ đức tin cho đến cuối cùng. Và cái điều mà quan trọng nhất đó là nước Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu đang dành sẵn cho chúng ta mỗi người ở một chỗ. Amen không ạ? Chúng ta kết thúc bài giảng, chúng ta vỗ tay tạ ơn Chúa vì có thời gian học lại với Chúa. Buổi tối hôm nay, đời tớ của Chúa đã cho chúng ta biết về năm cái nếp sống mà chúng ta phải bước theo, và chúng ta hãy đi ra để làm chứng cho môn dân, trở lên môn đồ. Và qua bài học này, xin mời thầy này, thầy Lịch, xin mời thầy cầu nguyện cho bài giảng buổi tối này. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Vì ngày hôm nay chúng con đã được lắng nghe lời của Ngài. Amen. Và chúng con tin chắc được rằng khi lời Ngài được giao giảng ra thì chắc chắn sẽ không trở về lúng nhưng. Amen. Lời đó sẽ ăn sâu vào trong tấm lòng của mỗi chúng con. Và mảnh đất lòng của mỗi chúng con là mảnh đất tốt để cho lời đó được gieo ra và lớn lên kết quả theo ý muốn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyên Chúa, Ngài cũng làm cho mỗi chúng con sống và làm theo ý muốn của Ngài. Và đặc biệt rằng đời sống của mỗi chúng con hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm chi hết cũng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Chẳng phải lợi ích, do lợi ích riêng của mình hoặc lợi dơ bẩn mà làm. Mà đó là bởi vì ý muốn của Chúa trên đời sống của mỗi chúng con. Chúng con làm trong sự vui lòng theo ý muốn của Ngài. Cảm ơn Cha. Quả thực rằng những chặng đường khi chúng con nhìn Chúa Giê-xu Christ làm đường đi lẽ thật và sự sống cho mỗi chúng con, và kết quả cuối cùng của mỗi chúng con đó là sự thánh khiết và sự cứu rỗi đời đời. Amen. Hỡi Cha, hãy thêm sức cho mỗi chúng con để chúng con làm được mọi sự. Hãy ban thêm ơn và năng lực cho mỗi chúng con để chúng con có thể hầu việc Chúa và giao giảng về Ngài cho muôn dân một cách kết quả. Amen. Chúng con tin chắc được rằng khi Ngài hiện diện với chúng con thì chúng con sẽ làm được mọi sự. Amen. Nguyên đời sống của mỗi chúng con ngay giờ này trao phó lên cho Ngài là một đời sống không phải sống cho bản thân mình quá nhiều, không quá ích kỷ, mà sống cho Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa.
Nguyên Ngài, Ngài đã hiện diện giữa vòng mỗi chúng con, và chúng con tin chắc được rằng Thánh Linh của Ngài luôn luôn soi dẫn mỗi chúng con đi vào trong lẽ thật. Amen. Để mỗi chúng con có thể nhận được sự sống, sự sung mãn ở trong Ngài. Amen. Đó là những sức lực mà chúng con nhận lấy và hầu việc Chúa trong những chặng đường kế tiếp. Và chúng con tin chắc rằng sức lực đó càng ngày càng gia tăng. Amen. Và chúng con sẽ gặp gỡ Chúa. Amen. Gặp gỡ Chúa trong nơi kín nhiệm của mình. Và nguyện Chúa Ngài bày tỏ chính mình Ngài nhiều hơn nữa trên đời sống của mỗi chúng con. Amen. Để hầu đó chúng con bước theo. Và chúng con biết chắc được rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mỗi chúng con. Amen. Nguyện Cha, Ngài là đấng sống trong mỗi chúng con. Hãy để Đức Chúa Trời ở bên trong mỗi chúng con, là quyền lực cảm động bên trong mỗi chúng con, làm cho mỗi chúng con nói và làm theo ý tốt của Ngài, không phải theo những điều mà chúng con suy nghĩ, không phải là theo năng lực của mình, nhưng Ngài sẽ tỏ cho mỗi chúng con những việc lớn và khó, là những việc mà trước đây và hiện tại chúng con chưa từng thấy. Ngài sẽ tỏ cho mỗi chúng con, để mỗi chúng con biết chắc được rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn ở cùng mỗi chúng con, và Ngài ban cho mỗi chúng con những điều tốt nhất. Hỡi Cha, nguyện Ngài hiện hữu bên mỗi chúng con. Nguyện Ngài cũng bày tỏ chính mình Ngài. Nguyện Chúa Ngài cho mỗi chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu trên đời sống mình. Và nguyện Chúa Giêsu sẽ hình thành, sẽ là bông trái trong đời sống của mỗi chúng con. Nguyện Thánh Linh của Ngài sẽ ban những ân tứ, ban những điều mà chúng con khát khao, để mỗi chúng con có thể thật sự rằng chúng con sẽ là những người mang ảnh tượng của Chúa đến khắp mọi nơi. Chúng con sẽ là những Giêsu Christ con, để đưa sự sống đến cho muôn dân, và họ sẽ nhận được sự sống đời đời của Chúa Giêsu. Chúng con sẽ trở thành những chứng nhân thật sự cho Chúa. Hãy bước đi, Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng mỗi chúng ta. Cảm ơn Cha. Và chúng con ngay giờ này, chúng con dâng lên cho Chúa sự vinh hiển, tôn quý và cao trọng. Chúng con xin hiệp ý và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời một sư cầu nguyện. Trước chúng ta cầu nguyện chung, trước khi tôi được cầu nguyện chúc phước. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Quyền vinh hiển được thuộc về Cha đời đời. Nguyện xin tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên của Chúa Giêsu Christ yêu dấu, đấng đã chết thay tội lỗi cho chúng con trên thập tự giá. Nguyện sự ở cùng của Đức Thánh Linh, đấng sẽ dứt giấy chúng con, đấng ban quyền năng, đấng biến đổi, đấng chữa lành, đấng làm mới cuộc đời chúng con, đấng dẫn dắt chúng con đi vào cánh đồng để môn đồ quả muôn dân, ở với Hội Thánh tại đây cho đến lúc Chúa Giêsu Christ tại lầm. Amen. Hallelujah. Chúng ta bắt tay cầu nguyện chúc phước và chúng ta sẽ kết thúc buổi nhóm ở đây. Là bác tài chúc phước.